Thưa quý vị và các bạn, trong số 37 cầu thủ được huấn luyện viên Pang gọi lên tuyển lần này, có lẽ đáng tiếc nhất với thầy Park là trường hợp của hậu vệ Đoàn Văn Hậu khi anh bất ngờ tái phát chân thương trước ngày lên tuyển. Tuy nhiên, nếu như những lần trước khi mất đi một cầu thủ ưa thích của mình, thầy Park sẽ rất đau đầu với việc tìm kiếm nhân sự thay thế. Nhưng lần này có lẽ đã khác khi huấn luyện viên Pang Sơ có trong tay rất nhiều sự lựa chọn với việc vừa củng cố nhân sự và thử nghiệm nhân tố mới phục vụ cho những toàn tính lâu dài của mình ở đội tuyển quốc gia mà lần tập trung tháng 12 này riêng hàng thủ huấn luyện viên băng sơ đã gọi lên 15 cái tên cho hàng hậu vệ đó là chưa kể tới hai cái tên ưa thích ở vị trí này là đình trọng và duy mạnh không được thầy park điểm tên vì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương điều đó cho thấy hiện tại huấn luyện viên băng sơ có nhiều sự lựa chọn như thế nào chỉ xét bên hành lang cánh trái vị trí vốn được ưu tiên số 1 dành cho đoàn văn hậu. Lần này thầy Bắc có tới 4 cái tên có thể đá ở vị trí của anh nếu anh vắng mặt. Đó là chưa kể tới phương án chữa cháy có thể đẩy Hồ Tân Tại của Bình Dương từ hành lang cánh phải sang chám vào vị trí hành lang cánh trái. Trong số những cái tên có thể thay thế đoàn văn hậu ở thời điểm hiện tại, chúng ta không thể không nhắc tới Nguyễn Phong Hồng Duy của Hoàng Anh Gia Lai một cầu thủ tuy nhỏ con nhưng có khả năng bám biên lên công về thủ nhịp nhàng. Trong 3 năm trở lại đây, anh luôn là người được huấn luyện viên băng Sơ điền tên mỗi khi đội tuyển quốc gia tập trung. Điều này có thể nói niềm tin mà thầy Park đặt vào Duy Pinky lớn thế nào. Ngoài Hồng Duy, một cái tên mà huấn luyện viên băng Sơ cũng rất ưa thích sử dụng đó là Phạm Xuân Mạnh của Sông Lam Nghệ An. Là cái tên được huấn luyện viên Pang đặt niềm tin từ khi ông mới đặt chân đến Việt Nam ở đội hình giành ngôi Á quân u 3 châu Á năm 2018 tại Thường Châu. Chỉ tiếc, chấn thương đã khiến cho Xuân Mạnh không còn thường xuyên góp mặt trên tuyển. Tuy nhiên, mùa giải V-League năm 2020, sự trở lại của Xuân Mạnh đã phần nào thuyết phục được ông thầy người Hàn Quốc tiếp tục đặt niềm tin ở Anh. Với thể lực sung mãn cộng với khả năng lên công về thủ nhịp nhàng, Xuân Mạnh có lẽ là một ứng viên sang giá nhất cho việc thay thế văn hậu nếu như anh không kịp trở lại vào giai đoạn tháng 3 năm sau khi vòng loại thứ hai World Cup năm 2022 quay trở lại. Ngoài hai cái tên đã được Thầy Park kiểm chứng năng lực trong những năm vừa qua thì vẫn còn những cái tên mà huấn luyện viên băng Sơ vẫn đang thử nghiệm. Đó là Sầm Ngọc Đức của thành phố Hồ Chí Minh và Vũ Xuân Cường của Thanh Hóa. Sầm Ngọc Đức là cái tên được khá nhiều người biết đến khi trong những mùa giải gần đây anh đóng góp khá nhiều tạo nên một hệ thống hàng thủ được xếp vào loại tốt nhất của bóng đá Việt Nam ở cấp độ câu lạc bộ. Có lẽ chính điều này khiến cho huấn luyện viên Pangser muốn thử nghiệm anh cho những phương án dự phòng tiếp theo. Cái tên cuối cùng trong bốn người có thể thay thế Văn Hậu ở hành lang canh trái là cầu thủ Vũ Xuân Cường của Thanh Hóa. Dù không được nhiều người biết tới như những cái tên trước đó, tuy nhiên có một điều mà bất cứ người hâm mộ bóng đá Việt Nam nào đều biết đó là huấn luyện viên Băng Sơ có con mắt nhìn người rất tinh tưởng. Bởi bất cứ một cầu thủ nào được ông lựa chọn thử nghiệm thì đều mang lại những giá trị thành công nhất định. Vậy nên việc ông gọi một cầu thủ như Xuân Cường Lê tuyển lần này đã nằm trong những toàn tính của riêng ông. Phương án cuối cùng nếu như Văn Hậu không kịp bình phục chấn thương cho các trận đấu chính thức vào tháng 3 năm sau và các phương án thay thế bên hành lang cánh trái không có được phong độ tốt nhất thì huấn luyện viên Park Seo vẫn có thể điều binh khiển tướng khi chuyển hồ tấn tài từ hành lang cánh phải sang chám vào vị trí hành lang cánh trái. Đây cũng là phương án đã từng được ông thầy người Hàn Quốc tính toán và sử dụng ở cấp độ đội tuyển U23 Việt Nam. Vậy nên dù rất tiếc cho Văn Hậu khi anh bị tái phát chân thương, không thể tham gia lên tuyển lần này, nhưng chúng ta cũng hoàn toàn yên tâm vì hiện tại các vị trí trên tuyển của đội tuyển Việt Nam có rất nhiều phương án thay thế.